Rồi chào các bạn trở lại với kênh mình nha. Hôm nay mình sẽ làm một cái clip về một cái chủ đề mới. Hôm nay trời mưa quá các bạn ơi, với lại hôm nay mình có kẹt công chuyện cho nên mình không có làm mấy clip cho các bạn xem ha. Rồi hôm nay mình làm cái clip về chủ đề là giới thiệu với chiến binh này của mình ha, từng đeo số rồi, từng có giải rồi. Không. Rồi hôm nay là chim đang thay lông thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn làm cách nào để con chim thay lông nhanh gọn lẹ và chơi được. Một điều lưu ý nha các bạn, chim mà muốn chơi được nó phải xong lông, nó phải xong lông, nó phải thay lông xong thì con chim mới chơi được. Chứ con chim mà nó đang thay lông với bạn là nó tuột lửa mà mình đem ra mình chơi là nó chơi không lại người ta. Cái nhất chơi không lại người ta, cái thứ hai là nó chậm thay lông lắm. Chim phải thay lông xong, ôm lông vô lửa mới chơi được. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cái cách để làm sao mà chiến binh của mình thay lông nhanh gọn lẹ và vô lửa các bạn ha. Thì trước nhất thì xin lỗi những cao nhân, những nghệ nhân mà lâu năm á các bạn, thì các bạn có các phương pháp khác nhau thì mình xin lỗi trước, tại vì đây là cách của mình đó, cho nên mình chỉ muốn chia sẻ những bạn nào mà thích ủng hộ mình và tìm hiểu cách là chơi chim của mình thôi. Còn những bạn khác thì biết rồi thì cho mình xin lỗi nha. Đây là cách của mình chứ mình không có dám chỉ bảo ai hết, mình chỉ là hướng dẫn những các bạn mà mới chơi chim thôi. Rồi thì con chim này mình trùm mình mới đây, chiến binh của mình share cho các bạn xem ha. Bây giờ mình mở ống lòng ra cho các bạn xem. Ta giới thiệu với các bạn luôn nha, chiến binh này là chinh chiến với mình cũng mấy mùa rồi các bạn, cũng có giải rồi nhưng mà nó cũng hơi không được hay lắm. Có giải là giải top thôi chứ không phải là giải nhất nhì ba đâu. Nay mình làm cái clip hướng dẫn này là hiện tại bây giờ á, mình cũng là cho các bạn xem hiện tại bây giờ là nó đang thay lông các bạn. Đây ha, chim nó đang thay lông này các bạn thấy không, mình để cận cảnh cho các bạn xem đó, rất là dạng các bạn. Thường lâu rồi mấy các bạn thấy trên lầu nó mấy cái mọc lông, mấy cái chân lông trắng trắng á, nó đang ra là bà con này đang thay được 50% rồi đó, rất là xù. Và hiện tại bây giờ mình sẽ cho nó tuột lửa luôn đó. Thì trước nhất đây ha, trước nhất mà muốn cho mấy em nó thay lông á, chim thay lông là mình không chơi nha. Thì ngày nào cũng vậy các bạn, mình cứ xuyên cứ sáng cho nó phơi nắng chút xíu rồi thảy qua lồng tắm, cứ tắm bình thường cách ngày, cách 2 ngày 3 ngày cho nó tắm à, tự nó tắm thôi. Thì muốn cho nó tắm thì mình phải chuẩn bị lồng tắm các bạn. Tắm thì tất nhiên phải có lồng tắm rồi. Đây lồng tắm là mình đã chuẩn bị cái lồng tắm này có nước trong đây ha. Thì xin lỗi các bạn luôn, không phải xin lỗi mà mình tại vì mình ở thành phố các bạn, nhà cửa ở Sài Gòn đó, cho nên đất đai không có rộng như là những bạn ở dưới quê ha. Mình tắm cho nó tắm ở trên lầu thì lồng tắm là mình đã chuẩn bị sẵn rồi, giờ mình sang nó qua lồng tắm nha, cho nó phơi nắng nó tắm chút xíu đây các bạn ha. Đây. Bình thường cho em nó tắm bình thường ha. Rồi mình mở cửa lồng ra. Chưa nhảy qua nữa. Con này thì thuần lâu rồi các bạn ơi, cũng đã đi đeo số chiến binh rồi. Mà con này là chim vọng các bạn. Mình lấy chim vọng mình đi thi. Mặc dù chơi không lại người ta, chơi không lại những con chim rừng các bạn nhưng mà kêu hay. Nó đang tuột lửa. Nó mở ra lông xù hết rồi ha. Lùa nó qua cho nó lẹ đi. Nhảy qua đi. Ừ, quên, xin lỗi các bạn. Chưa mở cửa lồng tắm lấy gì nhổ qua. Thật, lo mãi mê mà nói chuyện với các bạn không ạ. Rồi qua đi. Đó chưa, nó qua giờ mình đẩy nó lại. Rồi thì cứ cho nó phơi nắng. Hiện tại bây giờ các bạn là mới có 8 giờ sáng thôi. Ở Sài Gòn 8 giờ sáng mà nắng gắt. À, rất là gắt. Trời hôm nay đẹp đó các bạn. Hôm nay mưa dầm về luôn. Rồi thì bây giờ mình sẽ lấy cái lồng của nó ha, mình sẽ hướng dẫn với các bạn cho nó ăn cái gì, chế độ dinh dưỡng ra làm sao và cái cách để làm cho mấy em đó thay lông lẹ ha. Rồi mình cứ để cho nó tắm một hồi đi.
tắm thì những cái clip mà cho chim tắm là mình đã hướng dẫn với các bạn mấy clip trước rồi. Rồi hôm nay mình sẽ hướng dẫn với các bạn cho nó ăn cái gì. Rồi các bạn ha, thì chim mà thai lông á, nó đang thai lông đây, cái lồng này hôm nay nhốt nó thai lông, mình sẽ tột lửa nó. Thì cái cách của mình á, trái cây thì tất nhiên bổ sung cho nó trái cây thì ngày nào cũng thai, các bạn hai ba bữa thai một bữa cũng được. Rồi ở đây là mình cho nó ăn chuối xứ các bạn, nhưng mà thai lông thì nó ăn bổ sung cho nó cái gì cũng được, chuối nè, mướp khía hay là bình bắt dây cũng được. Ở Sài Gòn thì bình bắt dây mùa này hiếm lắm, khu vực này hiếm lắm, chứ ở quê các bạn bình bắt dây nhiều cái trái đỏ đỏ bằng ngón tay vậy nè, phải ăn lắm. Rồi đây là mình sẽ cho nó ăn chuối xứ ha, trái nhỏ thôi, chuối dạt thôi, không có sang nào mua chuối xịn. Rồi cho nó ăn chuối. Rồi còn cám á, hôm nay mình đang sử dụng các bạn, đây cám này mình đang sử dụng, có nó hai loại, hướng dẫn các bạn luôn ha. Đây mình loại này à, mình sẽ dùng hũ số 1, hũ này là hũ số 1 các bạn, hũ này là hũ số 2, hũ này là hũ cám đấu vô lửa. À, chim đang thay lông là không có cho ăn cái này, ăn cái này mà nó mà vô lửa một cái á là nó chơi, là nó đứng lông luôn, là hết chơi được. Rồi mình cho nó ăn số 1 các bạn ha, cám số 1 thì cứ bỏ vô cho nó ăn bình thường, cám này thì cám dưỡng mà các bạn, dưỡng thay lông ha. Đây mình sẽ bỏ vô đây. Rồi là một loại cám. Rồi thì mình cho nó ăn cám số 1. Cách của mình nha các bạn. Còn những bạn mà mình có nhiều bạn thì có nhiều cái bài chia sẻ khác nhau, mình thì cách của mình vậy thôi. Rồi còn nước, đây cống nước của nó. Mình lý do sao mà mình cho cái cống này thì một chút xíu nữa có gì mình sẽ nói cho các bạn biết. Bây giờ mình đi thay nước đó cho các bạn. Rồi nước mình cho nguyên cái cống này ha, đây cái bình nước suối của mình, mình đổ nước suối nước lạnh bình thường thôi, cho đầy cái cống nước của nó. Nước này tự chảy nước bạn, nó đựng được nhiều hơn là cái cống nước bình thường á. Nước bình thường thì nó ít nước, là lý do là mình sẽ nhốt nó, mình sẽ trùm ở lòng, mình nhốt nó khoảng 3 ngày mình mở ra 1 lần, cho nên mình dùng cái này. Rồi thì mình sẽ dùng thêm cái chai này nữa. Cái này là không phải là thuốc nha các bạn, vitamin. À, vitamin để đây nó có ghi nè, tăng lực ha, tăng sức đề kháng, bổ sung vitamin, hồi phục thai lông nhanh vậy thôi. Đơn giản thôi, đừng có dùng thuốc nha các bạn. Thuốc là chết luôn á. Chim mình chơi mình đừng có dùng thuốc rồi. Nhưng mà mình hạn chế thôi, trên đây hướng dẫn sử dụng thì nhỏ 5-6 giọt. Nhưng mà mình chơi chừng 3 giọt thôi, cho chút xíu thôi. Vitamin bổ sung trái cây tổng hợp. Rồi ok, 4 giọt. Đó, mình cho nó ăn cái đó ha. Mình cứ để dành, cái này không có nhiêu tiền các bạn ơi. Rồi mình đậy cái cống nước này lại. Rồi, bỏ vô ha, lắc đều lên. Thì cái nước này là nó tự chảy nước ra. Đây. Căng à. Thì hiện tại bây giờ là ảnh đang tắm ngoài đó. Rồi đơn giản vậy thôi các bạn. Còn cào cào á nè, cào cào á mình cũng hạn chế cho ăn ha, cho nó ăn một con thôi, không cho thì thấy tội nghiệp. Ăn là nó lên lửa đó các bạn, ăn mồi sống là mồi tươi sống, nhất là cào cào á thì nó sẽ lên lửa và nó sẽ căng lửa lại đó, cho nên mình cho nó ăn một con màu à, ăn cho có ăn thôi. Rồi con bự kìa, ăn cho có ăn thôi, chứ nó ăn là nó lên lửa là nó chậm quá trình thay lông chứ không gì hết á. Đây mình sẽ một con cào cào ha. Đây. Đây, nó lấy hà mờ rồi. Đây mình cho cái rọ, bỏ vô rọ ha. Rồi một con thôi, nó tự rỉa nó ăn. Con này để một chút nữa mình xuống dưới mình cho nó ăn mấy con chiến binh khác. Rồi chỉ vậy thôi, là hiện tại bây giờ á là mình xin nói lại nha. Cống nước. Cống nước đựng nước, bổ sung thêm vitamin.
một con cào cào trong vòng 2 ngày, 3 ngày tùy ha. Chuối và cám số 1. Vậy thôi. Rồi thì hiện tại bây giờ em nó đang tắm á các bạn. À, em nó đang phơi nắng, nó đang tắm mà nãy mình coi đó, thì em nó tắm xong rồi mình cứ sang cho nó vô lồng bình thường ha. Đây là các bạn. Rồi ha, nó hồi nãy giờ nó đã tắm rồi. Mình không có quay cái clip cho tắm, thì chim tắm là mình cũng có hướng dẫn cho các bạn biết là cách huấn luyện chim tắm rồi ha. À, nó đã tắm xong rồi các bạn. Còn giới thiệu với các bạn con kế bên này các bạn. Kế bên là cái con má trắng mà lúc trước mình đã làm cái clip đi mua chà màu má trắng dọc vòng đó. Con này hôm nay là trình độ luôn. Mà bữa là mình mua 3 con. Bữa mình mua 3 con ha. À, lên được có con này, còn hai con kia giờ vẫn còn nhát. Con này là vô vòng rồi các bạn. Vô vòng nó gió đã lắm, tắm táp là ngon lành. Chưa có là má đỏ nữa các bạn. À, rồi bây giờ mình cho nó vô lồng, hồi nãy mình chuẩn bị nước với lại đồ ăn rồi ha các bạn ha. Rồi bây giờ mình cho nó vô cái lồng của nó đây ha. Đây cái lồng của em đó ha. Giờ mình cho đây, mình vừa cầm camera mình vừa quay cho nên nó hơi khó khăn chút xíu. Anh bên kia vẫn còn chào lồng đây. Rồi ha, lúc nào cũng tư sới sẵn sàng rồi chui qua. Chim mình nuôi lâu năm rồi dạng rồi cho nên không có sợ sảy, nhiều khi sảy nó cũng bay vô lồng lại các bạn. Rồi nó nhảy vô rồi, nhảy vô không kịp luôn. Rồi mình đóng cửa lồng lại ha. Anh đó này tắm ngon lành rồi đó. Rồi, mình sẽ để đây. Rồi mình sẽ để nó ở đây ha. Rồi chim là mình sẽ nói sơ cho các em mình biết, con chim mà nó mình phải cho nó tuột lửa nó mới thay lông lẹ. Đảm bảo với các bạn cái cách của mình làm là trong vòng 2 tháng là thay xong lông, từ 2 tháng tới 2 tháng rưỡi, không dưới 3 tháng mình đã chăm chăm lông rồi. Chim thi đấu là phải chăm lông, cho nó tuột lửa, nó ôm lông sát, nó thay lông hết bắt đầu mình mới vô lửa. Còn vô lửa sao thì sau này mình sẽ cho các bạn, mình sẽ làm một cái clip hướng dẫn các bạn là cách vô lửa ha. Rồi khi mà nó tắm xong, thấy không? Tắm xong rồi thở nè. Các bạn coi trên đầu nó có lấm tấm những cái cọng mà lông trắng á. Đây mình zoom lên cho các bạn coi. À, đó nó búng ngay trên mọc nữa các bạn. Đó, trên mồng nó là rồi đó. Mình cho nó ngủ tiếp, mình sẽ chụp lại tắm táp phơi nắng xong. Chỉnh cái camera lại cho nó xa xa vậy các bạn dễ coi nè ha. Tắm táp phơi nắng xong chụp lại tiếp. Cách của mình là vậy nha các bạn. Mình xin lỗi những cái bạn nào mà có cái kỹ thuật chăm lông khác mình đó, thì mình không có bình luận ha. Còn cái này mình muốn chia sẻ với các bạn ủng hộ mình thôi, những cái bạn mới chơi chim mới biết cách chăm lông. Mình phải nuôi lông các bạn, chim thi đấu là mình phải nuôi lông. Rồi mình sẽ trùm nó lại, kéo sụp tiêu luôn, cho nó tột lửa luôn nha các bạn, cho nó buồn á, đại khái vậy đó, cho chim nó buồn, hiu nó buồn tối ngày nó cứ lo nó thay lông thôi. Rồi thì mình sẽ trùm kính nó lại và mình sẽ treo. Cách của mình đó, mình sẽ treo nó chỗ mát ha, mát nhưng mà hạn chế cho nó nghe những cái con chim khác kêu, cho nó khỏi sung. Nó kêu mà nó vô lửa một cái là nó sung lên là nó chậm thay lông lắm. Rồi này mình sẽ treo, thì cái chỗ treo chim của mình đây. Rồi đây là cầu thang nhà của mình. Mình sẽ treo nó ở dưới chân cầu thang cho nó mát mẻ luôn. À, thì mình sẽ chùm như vậy các bạn, khoảng mình không sợ nó đói đâu. Tại có một trái chuối với lại hai con cào cào, một con cào cào với lại một cống nước. Đây cái chỗ treo em nó lại ha. Rồi mình sẽ treo em nó lên đây.
Chào các bạn ha. Mình mới làm xong cái clip hướng dẫn các bạn cách chăm lông và làm cho chim chào màu của mình thay lông nhanh gọn lẹ, mau chơi mau thi đấu ha. Thì đây là mình sẽ treo nó khu vực này đó. Thì nhà mình hơi chật, ở Sài Gòn mà hơi chật đó, thì mình treo đây, treo ở đây 3 ngày các bạn. Mình là 3 ngày 4 ngày mình muốn mở ra lần cho nó rụng lông sạch, cho nó tụt lửa luôn. Nó lo lông thôi, tại nó lên nó thay lông nó cũng nhức mình nhức mày lắm, nó không có chơi được đâu. Các bạn đừng có đem đi giọt cà phê này kia nọ là về nó đứng lông luôn, nó mà đứng lông lại là thua, nó thay lâu lắm chứ phải thua, thay lâu lắm ha. Rồi thì đó là cách chia sẻ, mình vừa chia sẻ cái cách nuôi lông của mình, nuôi chim thay lông ha của mình. Rồi các bạn thấy hay ủng hộ mình nha, đăng ký ủng hộ mình sẽ làm những cái clip khác. Hôm nay không có ra clip được tại hôm nay mưa gió nhiều quá, với lại bận việc công chuyện nhiều quá. Rồi, cảm ơn các bạn nha. Chào các bạn ha. Đây chiến binh của mình, không chưa có giải lớn nhưng mà giải Tết thì có rồi. Đây, mình sẽ treo ở đây, treo trong nhà mình chỗ này thoáng mát không. 3 ngày sau mình muốn mở ra, mình mở ra mình vẫn làm như vậy, mình cứ thêm cám thêm mồi chuối hay là mớp khía cũng được, rồi mình bắt dây cho nó thay lông. Đảm bảo với bạn cách này là mình đã làm trong vòng 2 tháng rưỡi, 2 tháng 2 rưỡi là sạch lông. Tới đó mình sẽ vô lửa đó. Đó là cái cách chăm lông của mình. Cảm ơn các bạn đã theo dõi clip nha. Tạm biệt các bạn, hẹn gặp clip sau ha. Bye bye.